Nếu như trước đây, các chị em thường sử dụng sữa tắm thông thường có công thức tạo hương thơm là hương thơm tổng hợp với những mùi hương truyền thống khá cơ bản có độ lưu hương ở mức độ trung bình, sau khi tắm chỉ một thời gian ngắn là đã bay hết mùi hương. Tuy nhiên, ngày nay với công nghệ sản xuất kỹ thuật cao cùng với nguồn nguyên liệu từ những thành phần tự nhiên cao cấp đã cho ra đời dòng sữa tắm hương nước hoa. Sữa tắm hương nước hoa với những ưu điểm nổi trội về hương thơm sẽ làm hài lòng mọi khách hàng dù là khách hàng khó tính nhất. Chính vì vậy mà sữa tắm cũng chính là vũ khí bí mật để tạo nên sự quyến rũ cho nhiều chị em phụ nữ. Một trong những cái tên được nhiều người nhắc đến hiện nay chính là Pujite dòng hương anh đào và dòng hương hoa mẫu đơn. Nếu như ai đã chót mê đắm những dòng sản phẩm từ Pháp thì đừng bỏ qua Pujite, bởi quốc gia này chính là nơi sản xuất ra dòng sữa tắm chinh phục hàng triệu người trong suốt vài năm qua. Có thể nói, sữa tắm Pujite là một trong những đại diện của thương hiệu Pujite Bizoven hoàn toàn từ tự nhiên, mang đậm những giá trị tinh tế và thuần khiết nhất của nước Pháp lãng mạn, mang theo sức mạnh gắn kết và gần gũi với thiên nhiên. Thương hiệu Pujite cam kết sẽ bảo vệ môi trường và không làm ảnh hưởng đến sự trong lành xung quanh khu vực nhà máy sản xuất của họ. Thành phần của sữa tắm Pujite. Cái tên Joven trong thương hiệu sản phẩm mang ý nghĩa một cánh đồng hoa oải hương bạt ngàn tại nước Pháp xinh đẹp. Điều này tượng trưng cho thành phần sử dụng trong sản phẩm, cụ thể là sữa tắm Pujite được tuyển chọn từ thiên nhiên. Với một số thành phần nổi trội bao gồm Aqua, Sodium Lauryl Sulfate, Sodium Chlorhydrate, Livy, Oleate, Pumpkinella Mizedi, Mubezi và Oliver. Trong số những hoạt chất trên thì Oliver được xem là thành phần chủ chốt giúp da mềm mại và trắng mịn lên trông thấy. Còn Lizy thì liên tục cấp ẩm cho da, ngăn ngừa sự thoát nước để luôn giữ cho da được rạng ngời và khỏe khoắn. Ngoài ra, trong sữa tắm Pujite còn có chứa các loại tinh dầu hương thơm được chiết xuất trực tiếp từ thân, lá, rễ và vỏ từ hoa cỏ. Vì được lấy ra từ phần tinh túy nhất của những loại cây quý hiếm nên hương thơm mà sản phẩm mang lại cũng nồng nàn và ngọt ngào hơn gấp nhiều lần so với các sữa tắm khác trên thị trường. Công dụng của sữa tắm Pujite: làm sạch da, nhẹ nhàng lấy đi hết những bụi bẩn và bã nhờn trên da, giúp bạn có những phút giây thư giãn với hương thơm dễ chịu khi sử dụng. Mùi hương lưu trên da bền bỉ, cho bạn luôn cảm thấy mát mẻ, thoải mái và tự tin với cơ thể. Nuôi dưỡng làn da chắc khỏe, mềm mịn hơn trước. Cấp ẩm và giữ ẩm cho da không bị khô, bong chóc. Cân bằng độ pH cho da. Sữa tắm Pujite hoa anh đào Cherry Blossom. Mùi hương của hoa anh đào của phiên bản này cũng không kém cạnh gì so với hoa mẫu đơn và hoa hồng ở bên trên, đều có thể mang lại cảm giác thoải mái và sảng khoái trong khi tắm. Sản phẩm này cũng có khả năng loại bỏ lớp bụi, bã nhờn cho lỗ chân lông được thông thoáng, đồng thời dưỡng ẩm mềm mịn hơn. Chính nhờ các dưỡng chất vượt trội mà dòng sữa tắm này sau một thời gian ngắn sẽ làm da sáng và trắng mịn hơn đáng kể. Không những thế, nếu muốn biết sữa tắm Pujite mùi nào thơm, đừng bỏ qua phiên bản này nhé. Sữa tắm Pujite hoa mẫu đơn. Nét kiêu sa duyên dáng của loài hoa mẫu đơn, nữ hoàng của các loài hoa phải mất tận 7 năm vun trồng và chăm sóc tỉ mỉ chính là nguồn cảm hứng để tạo nên dòng sữa tắm Pujite này. Thế nên khi sử dụng sản phẩm, làn da của các bạn cũng sẽ được nâng niu, chiều chuộng như những bông hoa mẫu đơn xinh đẹp. Da sẽ được làm sạch rất nhẹ nhàng, đảm bảo giữ lại được độ ẩm cũng như mềm mịn. Đặc biệt tinh dầu hương hoa sẽ quyện vào cơ thể bạn phảng phất đầy sự lôi cuốn và quyến rũ. Để có một làn da vừa mịn màng như em bé, vừa thơm hương nước hoa thì các chị em không nên bỏ qua hai em sữa tắm của nhà Pujite này nhé. Đặt hàng ngay tại link dưới video các bạn nhé.